Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiếp tục đốt lò nhất cử lưỡng tiện cho tân tổng bí thư. Ngày 9 tháng 8, luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên Facebook cá nhân bài bình luận: "Việc đầu tiên của tân tổng bí thư thay máu ban chấp hành Trung ương Đảng." Thời báo chấm đê tóm lược và giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khi vừa trở thành tân tổng bí thư, ông Tô Lâm khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc đốt lò là di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Đánh giá này là đúng nhưng chưa đầy đủ. Hình ảnh status trên Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh. Đúng, vì một mặt ông Tô Lâm cần tiếp tục chống tham nhũng để khẳng định tính chính danh của người kế thừa ông Trọng. Đồng thời, trước vấn nạn tham nhũng trầm kha như hiện nay, với tư cách là người đứng đầu, ông ấy không thể thoái thác trách nhiệm phải chống tham nhũng. Do đó, dù tâm ý thế nào thì về phương diện hình thức, ông Tô Lâm không thể tuyên bố ngừng hoặc giảm mức độ chống tham nhũng. Mặt khác, vị tân tổng bí thư có món nợ cần phải thanh toán sạch sẽ. Tưởng nên nhắc lại dịp họp hội nghị Trung ương chính vào trung tuần tháng 5 năm 2024, dù không muốn, ông Tô Lâm vẫn phải ngồi vào ghế chủ tịch nước. Thế nên, ông ấy cần có thuộc cấp thân tín để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an để bảo đảm sinh mạng chính trị cho chính mình. Theo đó, ông đã đề cử Thứ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quang để bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, vì chỉ có Ủy viên Bộ Chính trị thì mới được cử làm Bộ trưởng Bộ Công an. Thế nhưng, khi bỏ phiếu thì ông Lương Tam Quang không đủ số phiếu bầu để vào Bộ Chính trị. Buộc lòng Bộ Công an phải làm một việc vô tiền khoáng hậu là triệu tập hội nghị Đảng ủy Trung ương Bộ Công an gồm lãnh đạo từ 63 tỉnh thành về họp tại Hà Nội để đề cử Thứ trưởng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Trước sự đã rồi, ông Trọng với cương vị là Tổng Bí thư phải muối mặt chấp nhận gửi hồ sơ cho Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Lương Tam Quang. Theo đó, ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản mà không phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Hình ảnh tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự việc đã qua, nhưng món nợ từ hội nghị Trung ương chính vẫn còn nguyên đó, với ít nhất đa số ủy viên đã công khai ra mặt chống lại các yêu sách của Tô Lâm. Dĩ nhiên, món nợ nhục nhã này cần phải đòi thanh toán sạch sẽ. Do đó, khi đã đạt được tham vọng nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư, ông Tô Lâm có cơ hội để đòi thanh toán món nợ này đối với một số ủy viên Trung ương Đảng không ăn cánh, đồng thời thay máu nhân sự. Để bảo đảm một ban chấp hành Trung ương Đảng gồm toàn cánh hậu, chấp nhận mọi chủ trương, chính sách của ông ấy đưa ra, vì ông ấy không thể điều hành đảng suôn sẻ nếu có một ban chấp hành Trung ương với đa số ủy viên lúc nào cũng bác bỏ các yêu sách của Tổng Bí thư. Thế nên, tiếp tục chống tham nhũng là phương cách để ông Tô Lâm thanh trừng và để thay máu trong nội bộ đảng. Việc này khá đơn giản bởi lẽ leo cao đến ủy viên Trung ương Đảng hầu hết đều dính chàm. Không bê bối tài chính thì cũng tham nhũng, việc thanh trừng chỉ còn là thời gian. Không chỉ thế, tiếp tục chính sách chống tham nhũng còn giúp khẳng định tính chính danh của Tô Lâm trong đảng và trước công chúng, thật là nhất cử lưỡng tiện. Bên cạnh đó còn phải tính đến số con nợ của Tô Lâm. Họ cũng không thể ngây thơ đến độ cứ ngồi yên chờ số phận đen đủi rớt xuống đầu mình. Tất cả họ đều xem Tô Lâm là kẻ thù, khi có cơ hội trừ khử thì tại sao họ lại không ra tay? Cho nên chính trường xứ này sẽ không còn những ngày yên ả. Trái lại, vẫn còn tiếp tục nóng tanh mùi máu trong những ngày sắp tới là điều khó tránh khỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin tiếp tục đốt lò nhất cử lưỡng tiện cho tân Tổng Bí thư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đẩy mạnh củng cố quyền lực. Ngày 9 tháng 8, AFP tiếng Việt loan tin Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, ổn định chính trị, xã hội. AFP cho biết truyền thông nhà nước loan tin sáng ngày 9 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tô Tổng, Bộ Chính trị đã họp phiên thường kỳ để bàn và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền của Bộ Chính trị. AFP trích dẫn báo tin tức cho hay Tô Tổng đánh giá Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng để tổ chức triển khai nhiều hội nghị với các hình thức linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13. Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan, tổ chức liên quan đã phối hợp tốt trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác triển khai các văn bản, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạt hiệu quả.
Hình ảnh bản tin trên AFA. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến hết năm 2024 còn nhiều. Những vấn đề lĩnh vực liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng phải hoàn thành trong năm 2025. Những mục tiêu mà Đại hội 13 đặt ra còn rất lớn. AFA cũng cho biết, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Chính trị tập trung giải quyết các nhóm đề án để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp, ổn định chính trị, xã hội. Người đứng đầu đảng cho rằng Bộ Chính trị cần có quyết sách cho những vấn đề phát sinh với phương châm lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân là trên hết và trước hết. Bên cạnh đó, báo Việt Nam Plus đưa tin chiều ngày 9 tháng 8, Tô Tổng đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của đảng, nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội, cùng với việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 chỉ thị trung ương vào ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14, tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tô Tổng không quên nhắc nhở chính quyền Hà Nội cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đó là nhiệm vụ then chốt đảm bảo cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Đồng thời, ông cũng căn dặn Hà Nội phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trước đó, ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư, trong chiều ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm đã thẳng tay trảm 4 tướng, gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm. Cùng chiều ngày 3 tháng 8, tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu trong cuộc họp báo, khẳng định rằng ông sẽ tận tâm, tận lực, tận hiến vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an đưa tin. Những hoạt động này cho thấy Tô Tổng chủ đang nỗ lực thể hiện bản thân cũng như đẩy mạnh việc củng cố quyền lực của mình. AFA cho hay, Chủ tịch nước Tô Lâm vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu với tỷ lệ tán thành 100%. Trong phát biểu sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đưa ra cam kết đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng của người tiền nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đẩy mạnh củng cố quyền lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.